Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Đỗ Misi nhé. Đỗ Misi là cái tên khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích game online. Là một streamer, YouTuber nổi tiếng, Đỗ Misi gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp và thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Hãy cùng Tâm Phúc TV tìm hiểu thêm về tiểu sử cũng như sự nghiệp của anh chàng streamer vui vẻ, hài hước trong bài viết này nhé. Thông tin về Đỗ Misi. Họ tên Phùng Thanh Độ. Sinh nhật ngày 12 tháng 9 năm 1989. Quê quán Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Dân tộc Tày. Nghề nghiệp streamer, YouTuber. Biệt danh Đỗ Misi, Lương Thành Đô, Kỳ Thành Đô, Ronaldo. Tên thật của Đỗ Misi là Phùng Thanh Độ. Anh được biết đến là một nam streamer, YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Từng là sinh viên của trường Cao đẳng Bách khoa, Học viện Quản lý Giáo dục và bắt đầu sự nghiệp là một nhân viên văn phòng khá bình thường. Đỗ Misi bén duyên với nghề streamer từ năm 2017. Với tính cách thẳng thắn, vui vẻ và hài hước của mình, Đỗ Misi nhanh chóng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành fan hâm mộ của anh. Sau một thời gian khá dài hoạt động trong lĩnh vực streamer, cho đến hiện tại Đỗ Misi còn nằm trong hội tứ hoàng streamer Việt Nam cùng Piu Piu, Virus, Semisis. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn, những người anh em rất thân thiết với nhau ở ngoài đời. Sau khi quyết định từ bỏ công việc ổn định, theo đuổi đam mê với game điện tử, Đỗ Misi hiện đang gặt hái rất nhiều thành công khi trở thành một streamer đình đám bậc nhất tại Việt Nam với lượng người hâm mộ đông đảo và hùng hậu với cái tên rất đáng yêu bộ tộc Misi. Sự nghiệp của Đỗ Misi từ 2017 đến 2018. Như đã nói ở trên, Đỗ Misi ban đầu là một anh nhân viên văn phòng với công việc ổn định và có tình yêu mãnh liệt với trò chơi trực tuyến. Ban đầu, Đỗ Misi chỉ chơi game CSGO, một game bắn súng nổi tiếng của Van với mục đích chỉ để giải trí. Khoảng thời gian này anh chỉ chia sẻ những clip vui vẻ, hài hước cùng đồng đội của mình khi chơi game. Video đầu tiên Đỗ Misi đăng tải vào tháng 4 năm 2017. Số người xem các buổi stream của Đỗ Misi khi ấy chỉ dưới 100 người. Lúc này anh chỉ muốn chia sẻ cho vui và cũng chưa hề nghĩ đến theo đuổi nghề stream. Cho đến ngày 16 tháng 8, Đỗ Misi nhận lời mời từ Piu Piu trở thành caster cho giải The Last Piu Noi, một giải đấu PUBG, với lỗi bình luận hài hước. Dí dỏm của mình, Đỗ Misi ngay lập tức được mọi người chú ý đến, ngày càng nhiều người theo dõi, quan tâm đến các buổi stream của anh và cũng có không ít người trở thành fan hâm mộ nhiệt thành chỉ sau thời gian ngắn theo dõi anh. Từ 2018 đến 2020, sau một khoảng thời gian thành công trên cương vị một streamer, Đỗ Misi đã thành lập ra đội tuyển Esports với tên gọi Refun Gaming. Bộ môn thi đấu chủ yếu của đội tuyển chính là PUBG, một trò chơi điện tử rất hot lúc bấy giờ. Đội hình của Refun Gaming có sự góp mặt của những thành viên đều là anh em thân thiết của Đỗ Misi và cũng là những tuyển thủ rất mạnh, có tiếng tăm trong giới gaming Việt Nam. Ngay từ khi thành lập Refun Gaming đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể và liên tục đạt được thành công tại các giải PUBG lớn trên toàn quốc và cả quốc tế. Đây là một dấu mốc quan trọng và cũng là một thành công đáng nể trong sự nghiệp của Đỗ Misi. Thành tích cao và đáng nhớ nhất của anh là cùng Refun Gaming chính là đạt vé tham dự giải đấu PUBG lớn nhất thế giới là Global Invitational 2018 được tổ chức tại Berlin, Đức. Tại giải đấu này, Đỗ Misi cùng đồng đội cũng đã đạt được thành tích để đời khi một lần đứng top 1 ở chế độ bắn góc nhìn thứ nhất. Sau thành tích này, Đỗ Misi cũng dừng tham gia thi đấu và cho đến thời điểm hiện tại, Đỗ Misi chỉ tập trung vào làm streamer, YouTuber và công việc kinh doanh Misi Foods của mình. Các buổi stream của anh luôn thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Họ yêu thích lối stream dí dỏm của anh. Trong mỗi buổi bình luận game, trò chuyện cùng người theo dõi, Đỗ Misi luôn làm mới mình bằng những câu chuyện hài hước, sôi nổi. Cùng với sự tiêu táo, vui vẻ của bản thân mỗi buổi stream đều không hề có cảm giác nhàm chán. Là một người dân tộc ở vùng đất Cao Bằng, Đỗ Misi có tính cách chân thật, thẳng thắn. Thêm vào đó là những phát ngôn mang tính thương hiệu đậm chất Đỗ Misi và sự lầy lội trong những buổi stream đã mang lại tiếng cười cho rất nhiều người. Năm 2018 có thể xem là dấu mốc quan trọng và là bước ngoặt lớn nhất của trong sự nghiệp của Đỗ Misi. Vào tháng 1 năm 2018, Đỗ Misi vô cùng bất ngờ khi trong một buổi stream, anh được một người hâm mộ cuồng nhiệt bùn ngân.com donate với số tiền lớn lên đến 80 triệu đồng. Đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với Đỗ Misi khiến anh cảm thấy thật khó tin về điều này nhưng cũng vô cùng xúc động. Chỉ 9 tháng sau đó, một người hâm mộ khác dành tặng anh số tiền lớn với 63 triệu đồng đến từ tài khoản có tên Khang NAD. Đỗ Misi lại tiếp tục rơi vào trạng thái bất bàng hoàng,
bất ngờ với màn đỗ nết vô tiền khoáng hậu từ phía thanh niên này. Một năm sau đó vẫn tiếp tục vào tháng 9, anh chàng streamer hài hước lại nhận được một số tiền đỗ nết siêu to khổng lồ với số tiền xấp xỉ 40 triệu đồng từ phía người hâm mộ có tên Nicker Đồng Anh. Kể từ đây, cái tên Độ Misi ngày càng trở nên nổi tiếng và thành công với con đường làm streamer và YouTuber chuyên nghiệp của mình từ năm 2020 đến nay. Năm 2020 cũng là một năm được cho là khá thành công đối với anh chàng streamer Độ Misi. Trong khi cả thế giới phải đối mặt với đại dịch toàn cầu COVID-19, thì đây lại được xem là thời điểm vàng của ngành streaming và YouTuber. Đại dịch nguy hiểm này khiến mọi người phải tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với người khác và bắt buộc phải ở trong nhà. Chính vì thế, nhu cầu giải trí của mọi người trên nền tảng trực tuyến ngày một tăng. Lấy ví dụ điển hình, những buổi stream của Độ Misi trong thời điểm giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 đã thu hút hơn 100.000 người xem, một con số vô cùng lớn đối với giới streamer. Hay trong buổi stream ngày 19 tháng 8 năm 2020, Độ Misi đã lập kỷ lục khi lượt người xem trực tuyến trong vlog giới thiệu nhà mới của anh lên tới 242.000 người, con số này gấp 6 lần so với sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, anh chàng còn ấp ủ làm những MV ca nhạc để kỷ niệm sự nghiệp của mình. Sau nhiều lần nhá hàng thì MV âm nhạc hợp tác cùng Hero cũng được Độ Misi cho ra mắt chính thức vào ngày 12 tháng 9 với tựa đề Stream đến bao giờ. Khi công chiếu, MV của Độ Misi đã thu hút hơn 281.000 người xem trực tuyến. Chỉ sau 3 ngày phát hành thì MV Stream đến bao giờ của anh chàng streamer đã vươn lên độc chiếm top 1 trending YouTube Việt Nam. Độ Misi chính là streamer đầu tiên sở hữu MV đạt top 1 thịnh hành. Với sự đóng góp và cố gắng không ngừng nghỉ của mình, cuối năm 2020, Độ Misi tiếp tục nhận về 2 giải thưởng lớn từ YouTube. Đó chính là kênh YouTube của Độ Misi lọt top 10 nhà sáng tạo nổi bật nhất năm 2020, kênh Misi Ram In đạt top 1 và MV Stream đến bao giờ cũng đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách top 10 MV ca nhạc nổi bật của năm 2020. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Độ Misi được mời tham dự Nemo TV Gala do Nemo TV tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gala này, Độ Misi đã xuất sắc được vinh danh trong hạng mục streamer xuất sắc nhất. Đồng thời, đội hình Refund Gaming do anh sáng lập cũng vinh dự nhận được giải thưởng tập thể xuất sắc nhất. Những ồn ào trong sự nghiệp của Độ Misi. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, phóng sự về hành vi văng tục trên mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến những đối tượng nhỏ tuổi của các streamer trên đài truyền hình Việt Nam được đưa lên. Độ Misi đã gặp phải nhiều chỉ trích ngay trên sóng truyền hình quốc gia đài truyền hình Việt Nam vì những video stream của anh sử dụng những từ ngữ kém văn hóa, nói tục, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, đặc biệt sẽ ảnh hưởng xấu đến các em nhỏ. Ngay lập tức, một loạt ý kiến trái chiều nổ ra giữa cộng đồng mạng và người hâm mộ của Độ Misi. Để giải quyết vụ việc này, cũng để làm dịu lại dư luận, vào buổi stream tối 18 tháng 9, Độ Misi đã dành hơn 1 giờ đồng hồ để tâm sự với người xem và fan hâm mộ của mình. Theo chia sẻ của anh, Độ Misi hoàn toàn nhận sai vì anh không ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến giới trẻ. Anh cũng đồng tình với quan điểm ngành streaming đã đến lúc phải thay đổi và văn minh hơn, lịch sự hơn. Đồng thời trong video này anh cũng chia sẻ về hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Anh chia sẻ rằng, mặc dù có nhiều thứ tôi không đồng ý với clip của đài truyền hình Việt Nam, tuy nhiên trong đó vẫn có nhiều ý đúng. Thật sự tôi chưa ý thức được tôi đang ảnh hưởng nhiều thế nào đến giới trẻ hiện nay. Sau vụ việc ồn ào này, Độ Misi cũng đã gửi lời cảm ơn đến nhà đài truyền hình Việt Nam vì đã khiến anh nhận ra mình cần thay đổi bản thân. Cũng nhờ vậy mà trong bản tin VTV24 công chiếu ngày 19 tháng 9, biên tập viên Việt Hoàng cũng đã lên tiếng cảm ơn Độ Misi vì anh đã nhận ra mình sai ở đâu và thay đổi bản thân theo một hướng tích cực hơn. Mới đây nhất khi một trang tin mạng sử dụng hình ảnh của Độ Misi cho bài viết về một cá nhân bí ẩn đóng thuế tổng cộng 23 tỷ đồng. Anh đã bày tỏ thái độ bức xúc khi hình ảnh của mình bị chia sẻ không có sự cho phép. Anh chàng cũng lên tiếng đính chính mình thực sự không có số tiền lớn như vậy để đóng thuế và mong các trang tin mạng cũng ngừng việc sử dụng hình ảnh của anh để tung tin sai sự thật. Không chỉ có vậy, Độ Misi còn thẳng thắn chia sẻ và tiết lộ sự thật phũ phàng về những lầm tưởng mà mọi người thường nghĩ về công việc YouTube kiếm tiền tỷ tại Việt Nam. Đời sống riêng tư của Độ Misi. Ngoài thành công và được nhiều người biết đến trong công việc, Độ Misi còn được nhiều khán giả yêu quý khi chia sẻ cuộc sống gia đình cũng như các hoạt động xã hội của anh. Gia đình. Độ Misi lập gia đình vào năm 2014 với Nguyễn Quỳnh Trang. Sau một thời gian ngắn quen nhau khoảng 3 tháng, hai người quyết định kết hôn với nhau. Gia đình nhỏ của Độ Misi càng hạnh phúc khi chào đón hai thành viên nhỏ tuổi là Phùng Thanh Tùng và Phùng Tùng Anh. Hai cậu bé đều có nét giống bố, đặc biệt là Phùng Thanh Tùng, Tùng Sói, được coi là bản sao của Độ Misi. Năm 2020, sau gần 4 năm bắt đầu stream,
anh chàng streamer chính thức sở hữu một căn biệt thự 7 tầng với trang thiết bị, nội thất hiện đại. Căn nhà vừa là nơi để anh hoạt động stream cũng vừa là nơi kinh doanh thương hiệu Missy Foods của mình. Ngoài thời gian làm việc, Độ Missy cũng biết cách cân bằng thời gian cho gia đình. Anh chàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình nhỏ của mình. Thậm chí trong những buổi stream bạn sẽ không khó bắt gặp cảnh Độ Missy vừa stream và vừa phải trông con nhỏ giúp vợ của mình làm từ thiện. Có thu nhập khá ổn định trong ngành stream và làm YouTube, đồng thời là một người có tiếng nói trong giới stream và được mọi người tin tưởng, Độ Missy đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020. Chỉ trong một buổi stream, anh đã kêu gọi được số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng. Trong đó, gia đình anh đã trực tiếp ủng hộ đến 460 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được anh chuyển đến bà con ở miền Trung và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tại đây. Đến tháng 1 năm 2021, Độ Missy thông báo đến các mạnh thường quân và những người hâm mộ là thành viên của nhóm bộ tộc Missygam Inc đã đóng góp về việc anh đã hoàn thành dự án xây cầu từ thiện ở Cao Bằng. Với những đóng góp và sự cố gắng của mình, Độ Missy hiện tại cũng gặt hái không ít trái ngọt trong cả sự nghiệp lẫn gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.